Bài thơ gửi em ở cuối sông Hồng của Dương Soái, viết năm 1979 khi cả dân tộc bước vào cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược. Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Tháng 2 mùa này có nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Biết là em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt, anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi em mong. Đài báo gió mùa em thương ở đầu sông, đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét. Biết mùa này đồng quê chưa cấy hết, tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không. Giá chúng mình còn cái thuở rung răng, anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy. Em ra sông chắc là em sẽ thấy chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông. Nhưng thơ ngây đâu còn ở chúng mình khi Tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc, khi biên cương trong anh đã trở thành máu thịt, đạn lên nòng anh giữ ngọn nguồn sống. Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng, đạn quân thù cuồng đến bắn vào thị xã, xe tăng thù nghiến mặt sông yên ả, nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong. Bão lũ này mang sức mạnh hờn căm, phá cầu thù xé vụn xe tăng giặc, giữa dòng sông ngàn xác thù ngã gục, máu giặc loang u cả một vùng. Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng, nếu gặp dòng sông ngầu lên sắc đỏ, là niềm thương anh gửi về em đó. Qua màu nước sông Hồng em hữu chiến công anh. Bài thơ viết